rồi xuống đây mở hết tí các bạn chơi, bỏ cây ra xin cho anh nhỉ. Em kiểm tra xem dán của con côn trùng nào. Em cười là các khoảng 10 giờ các tối sau xem hết hải xem thử cái gì để chống dán, xong là mua tối cuối giờ em đem xử lý sáng sau đến thu dọn hết trường. Đó, chỉ mấy cái đặc biệt mấy khu mà hen uống ấy thì nó là cái tài nguyên cho mọi người sống, không sống được đâu. À, bây giờ chạy đi điều trị của bà chú rồi sao? Chú từ đây cái trường bị cháy nổ, cái cây này bị cháy nổ à? Đâu cái này thì cây của nhiều người ở ngoài ra hay cái này. Cái quỷ nhập thì đừng quên nhé, chấm điểm đâu kia rồi, cho bọn đứng cho anh cho mặt điểm chính đấy. Em vệ sinh sạch cái chỗ đấy đứng để buổi sáng trước khi em đổ nước cho mình. Cái quỷ nhập nói nó bỏ gà đi con nó lì lì nha. Ha, hát nhóc đây nè. Nó biến ra là chết. Nó ngu gì nữa ra. Kéo mấy con đồn đẩy nhau mày ra đi. Ra trước đi. Mày ra đi là tao ra. Không, kéo. Lì ghê.